xử lý cái xi lanh anh em ạ. Đây ạ, xử lý cái xi lanh nó bị tụt đầu con ốc này ra nhá anh em nhá. Có nghĩa là đây ạ, nó bị tụt ở đây, có một con ốc hãm vào đây đúng không ạ, ở trong này đấy, con ốc là nó sẽ nằm ở vị trí này, anh em đã tháo qua anh em sẽ biết, thì là con ốc này bị tụt hẳn ra luôn, tụt hẳn ra ngoài và nằm ở trong cái ống kia kìa. Đấy, tụt hẳn ra ngoài và nằm trong cái ống xi lanh này luôn anh em nhé. Nguyên nhân của nó tụt là như này anh em ạ, nhưng nguyên nhân của nó là nó có một cái viên bi hãm đúng không ạ? Dòng Hitachi nó sẽ có một viên bi hãm, nó lúc mình hãm ngoài con ốc này thì sẽ có cái viên bi nó nằm ở đây. Đây, nó sẽ chạy theo cái rãnh này anh em ạ. Đây này, cái rãnh này nhá, nó sẽ chạy theo cái... đây, nó sẽ chạy theo cái rãnh này luôn, nhưng mà thường thì nó sẽ không chạy nhá đây ạ. Cái vị trí của viên bi nó bắt ở dưới này, thì mình lật lên cho anh em xem nhé. Đây đây đây, đúng không? Đây nhá, cái viên bi ấy thường khi là mình vặn con ốc này vào thì không vặn bằng tay được đâu anh em nhá. Thường khi con ốc này là nó sẽ phải, con ốc này thường khi là đây này, không viên bi nó chạy ra này, làm bị xước hết đây luôn anh em nhá. Xước hết cái khu vực này luôn. Đây, viên bi nó nằm vào đây, mình dùng cái những cái cờ lê mình tự chế này. Mình sẽ đóng vặn chặt con ốc này lại bằng búa. Đấy. Nói chung là mỗi anh em mỗi nơi thì nó có mỗi cái điều kiện khác nhau để mình có cái những cái cờ lê ấy. Sau khi vặn được con ốc này vào thì mình sẽ đặt con một cái bi đặt vào đây đúng không ạ? Đặt ở trên con ốc này xuống thì mình sẽ vặn một cái lục giác kia là xuống để chống vào cái viên bi này để giữ là chống đề anh em nhé. Nhưng mà có nghĩa là cái viên bi này không hiểu tại vì lý do tại sao rồi, chắc là do là mình không, chắc là tại vì là mình không ấy nha anh em nhé, không vặn chặt cái con ốc hãm kia xuống nên là cái viên bi này nó chạy ra ngoài đấy anh em, nó chạy ra ngoài theo đường này luôn. Đây, cái vị trí trước này là nó cọ với cái chỗ nào không biết nữa, mình nó chạy ra đây luôn. Đây, nó chạy thẳng ra đây là nó ăn vào chỗ này, là đầu cái vết đầu tiên nó ăn vào cái chỗ này luôn anh em nhé. Đây này, làm toét hết cả cái chỗ đường này mình hay đường dầu hay sao, đúng rồi, đường thông dầu hay sao ấy. Nhỏ nhỏ thôi đây. Đấy, rồi bây giờ mình cho anh em xem nhé. Đấy, may là không bị xước ở trong lòng anh em nhé. Đây nhá, trong lòng không bị xước luôn, tối quá mình không quay được đâu. Thì là hiện tượng của nó lúc bị tụt con ốc này là như này anh em nhé. Mình đang làm tự nhiên nhé, mình đang làm thì là mình đang làm bình thường, thì tự nhiên cái động tác ra tay gầu này quập vào thì rất là nhanh, quập vào thì như kiểu là có ai đẩy luôn, một phát là ăn luôn. Nhưng mà cái lúc mà đây anh em nhé, mình cho đồ về đây cho nó dâm. Cái lúc mà ra tay gầu ấy, mình mở tay gầu ra ấy thì là không mở được, bị kẹt anh em nhé, kiểu bị kẹt nhé. Lúc đầu thì mình mới bị thì nó chỉ mình vẫn làm được, có nghĩa lúc đấy nó chưa tuột hẳn, con ốc nó vẫn dính kiểu 1-2 gen ấy, nó chưa tuột hẳn ra anh em nhá. Thì là đây, mình cho anh em thấy đây. Đây, viên bi nó chạy hẳn vào trong này luôn. Đấy, cái này là hôm qua phải đi tiện lại này, tiện lại có vết tiện nên nó sẽ không được bóng như kiểu như này đâu, mà nó sẽ có vết xước xước này. Đấy, nó đi tiện lại rồi. Cái ốc kia là ông chủ máy của mình đã mang đi, ông chủ máy mình mang đi lúc nãy sáng quên cái lục giác bé ở nhà, mình cũng cái lục giác năm mới mất nên là phải mang cái lục giác đi mài để vặn được con ốc kia ra. Con ốc kia hiện tại là nó bị toét, là hơi vặn ra không vặn được nên là phải đi tìm cái lục giác để vặn ra anh em nhé. Đây, bây giờ nói đến chuyện đây, cái viên bi này nhá, nó chạy không hiểu vì sao nó chạy được ra đây. Đấy, chạy ra được cái đây thì đây nó làm lúc mình ở đây nó trống này rất là êm luôn anh em nhé. Cái viên bi này nó sẽ trống lúc mình ra tay gầu mạnh quá ấy, mà lúc được lúc không ấy, lúc ra mạnh quá nó sẽ kêu tồm phát đấy. Đấy, lúc đấy nó sẽ trống viên bi vào đây, nhưng mà viên bi không bị vỡ anh em nhé. Viên bi hiện tại mình vẫn đang giữ kia, hôm qua nó nằm trong hẳn cái vỏ xi lanh luôn. Đây, nói chung là hôm qua mang cái này đi
khoét lại để là gọi là lấy cái cốt ban đầu của nó thôi. Vì hôm qua là những cái lỗ này ấy, thì là bị lõm xuống này thì nó cái phần sắt thừa nó sẽ nổi lên rất là nhiều, nên là mình đi khoét để cho nó lấy cái cốt bằng cốt của nó thôi. Cái ốc kia thì bị nhiều hơn anh em ạ, nhưng mà cái ốc kia thì mang đi làm ông chủ mình mà cầm đi để vặn cái ốc hãm cái ra rồi. Đấy. Nếu mà như anh em nào mà đã từng gặp rồi thì anh em sẽ biết, còn những anh em nào chưa gặp ấy thì thấy hiện tượng như máy của mình ấy thì anh em phải dừng ngay nhé, không thì như máy của mình rất là may mắn luôn. Đây ạ, nó chỉ bị nhẹ nhẹ như thế này thôi. Đấy. Như thế này bị nhẹ luôn nhá anh em nhá. Có nghĩa là bị ở cục ấy thì nhẹ thôi đây ạ. Máy lấy ấy khó quá. Đây. Rỗ rất là ấy nhá anh em ơi, đây ạ. Anh em có thể nhìn thấy không ạ? Rỗ rất nhiều. Những anh em nào mà làm thì gặp rồi thì không nói, nhưng mà còn những anh em nào chưa gặp ấy mà thấy hiện tượng này anh em phải dừng ngay. Còn không nó phá sẽ rất là nhiều thứ, có thể là đi luôn như kiểu củ xi lanh kia kìa. Thay cả cục xi lanh kia thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 7 8 triệu anh em nhá. Còn những máy to 200 hay là máy trở lên 140 thì anh như máy 200 thì họ bảo là 20 triệu, nhưng mà mình trước mà mình mà làm máy 200 mình chưa gặp trường hợp đấy bao giờ. Đấy, anh em nào gặp trường hợp nhá. Đây ạ, tay gầu nhá. Có nghĩa là tất cả các động tác nào cũng thế thôi, không cần phải là tay gầu, kể cả là cần đứng hoặc là gầu thì anh em nhớ nhá, hiện tượng của nó là mở tay gầu ra. Có nghĩa là mở quặp vào thì được, mà mở ra thì không được, hoặc là nâng lên được nhưng mà tụt xuống là không được. Đấy, nó bị thế. Lúc mình động tác của mình lúc mình làm ấy thì là mình mở ra một, mình mở tay gầu ra nhưng mà nó lại tự mình thả tay trang ra nhưng mà nó lại tự động quặp lại anh em nhé. Đấy, hiện tượng của nó là như thế. Thì những anh em nào thì chưa biết thì lúc nào gặp hiện tượng này thì đấy. Đây, máy của mình hôm qua thì vừa đến đây là mới bị nhá. Hôm kia làm cái đường khai thác xong thì vừa về đến nơi chọn để lấp cái ao này, lấp san bằng cái ao này thì là nó bắt đầu nó bị luôn. Cũng may anh em ạ, đến được nơi, không thì chết giữa đường thì cũng khổ. Mình về đến đây là mình mở cái tay gầu ra là nó không mở được ra nữa anh em ạ. Kéo tay gầu ra, kéo dài, mình mở tay gầu không được, chỉ có quặp vào được như này thôi. Quặp vào thì rất là ok, rất là nhanh luôn, nhưng mở ra thì hầu như là không được. Bởi vì lúc đấy là rơi ốc, như hôm qua mình tháo, như hôm qua tháo cái xi lanh này ra thì chỉ rút nguyên cái xi lanh này ra thôi anh em nhá. Hôm qua mình lúc mình tháo thì chỉ tháo rút nguyên cái xi lanh này ra thôi. Còn cái ốc với là cái bộ phận lúc nãy mình vừa quay ấy, các bạn nhìn thấy ở chỗ đống rẻ kia ấy, thì là tất cả đều là nằm ở trong cái vỏ kia hết. Đấy, bởi vì là nó rơi hết rồi, đề ốc đề gen ra hết rồi nên là nó nằm trong đấy thôi. Cũng may là cái cần này là cần chế anh em nhé, con UR Yashit 75 UR là cần chế nên là có thể là cái do cái xi lanh này nó tụt ra đến đây thì là nó không tụt nữa như của những máy khác nhá. Như những cái con máy khác ấy thì là nó sẽ tụt ra luôn đấy anh em ạ. Nó tụt hẳn cái xi lanh ra, cái xi lanh trắng này ra khỏi cái vỏ kia luôn đấy. Nhưng mà được cái là cái này là chắc là cũng dài hơn. Mình nghĩ là như vậy. Còn cái vết xước này không biết nó cọ vào đâu, nhưng mà đấy. Xước và làm cho ấy cái gen này rất là ấy đúng không ạ? Nhưng mà bị ấy rồi. Chắc mình phải lấy dây giáp để đánh lại một tí. Ok nhá, cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình. Anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh này, ấn chuông để nhận được những cái video clip sớm nhất của mình anh em nhá. Mình xin chào tất cả anh em.